nó bắn người tao không nói, nó bắn riết. bà ra ulti vô đi. Team Invoker thân trai hụt. Thằng Mon Tết. Mạnh mạnh nét, game mạnh nét quá. Mạnh nét game. Ờ, có 12 gít rồi nha. 12 gì? Có 12 gít rồi. 12 ghi. Ờ. 12 ghi. Ờ. Mày vẫn nặng hả? Nhẹ hiệu ạ, à, nguyên trận có 12 ghi là nhẹ. 12 ghi phần tiếng hả? Ờ. Nhẹ rồi đó. Chơi vậy? Nhẹ hiệu á, vậy là nhẹ nhất rồi đó. Tưởng cái chục gít á. Chứ từ bao nhiêu? Nặng bao nhiêu mới là nặng? Dạ yeah. Cái video clip 4 phút là 80 gig. Ghê vậy? Render. Ủa sao cái phần chiếc như vậy hả? Render bằng After Effects 80 gig một tập khoảng 4 phút. Ủa rồi làm sao up YouTube được? Nặng như sao up YouTube? Up lên hết để nó xử lý. Bằng tâm chị. Đúng không? Up lên để nó tự xử lý. Ghê vậy? Khỏe. Đâu đâu. Ủa vậy sao mấy ngày được tượng? Úp, úp lẹ mà, không sao. Easy. Rồi, bít bít còn gì, bít combo gì, bít combo gì. Nãy là tính bít là... ODA không? Rồi, bít chất, bít chất đi, bít chất đi, bít chất đi. À, tính chất kìa. Mandy Aozawa. Coi tên bên đó kìa. Debug. Để coi. Debug. Năm chạy gần nhất thằng thua. Giờ này thắng nhiều, ngại quá mày ơi. Mario ra qua mày nhìn cái lịch sử đánh kìa, đó lẹ luôn. Mới tập chơi làm gì căng vậy. Giúp dâm đó lẹ luôn. Rồi, 4 thằng trận thắng rồi nha. Làm ăn đàng hoàng á, 4 trận thắng rồi đó. Fuck you. Thắng 3 trận rồi. Lần trước tự nhiên phá streak 10 trận, fuck you. Bị bọt. Rồi xanh lè luôn. Cái canon của Gunka nó hiệu ứng gì không? Có. Dạ yeah. Hiệu ứng đủ quá, đẹp lắm. Lúc mà có phải cái cây mà lúc bắn cái nó bẹt một cái tiếng súng bắn không? Không không, cái đó là canon này, không có. Không có effect gì con đó. Rồi đánh gì vậy ta? Đánh gì mày? Win nữa kìa. Ê win nữa kìa. Win. Đi ông cho. Bắt luôn, bắt. Tao có cây Serakura. Tao có Max Menisite. Tao có Combat. Nói chung là tất cả tao đủ được. Yeah, pick OD được. OD đánh đi tí nỉ vậy. Ê, mày định Dexia, đi tới Dexia không trời. Dexia gom lại cho mình tìm đâu phế. À đúng rồi, nghi Dexia lắm mày ơi. Nghi Dexia lắm. Ê, tại này mà nghi tốt vậy. Ờ, căng vậy. Căng vậy. Nghi anh của mày coi chừng á. Căng vậy. 10 seconds to pick. Chắc mày lên BKB gian tàn. Đi ông lên BKB, đi bọt. Đi ông BKB. Nó có ai chè nữa chứ. Cái gì ai chè? Thôi, we fucking lost. Đứng em rồi, đứng em rồi. Cái gì vậy? Đứng em rồi, đứng em rồi. Thôi, được rồi, bình thường rồi. Mua gà chưa? Mua rồi đúng không? Rồi. Ủa sao BL nữa? What the fuck? Cái đêm đó. Thôi tụi tao hãy xuống boss đi. À, ok. To hell and back. Tự nhiên lách bích BL và lỡ gì hả? Team carry lách bích BL. Hãy nhìn cái kiếm hồng hồng của tao. Kiếm hồng hồng nên tính. Thấy là biết bị tạt rồi.
Má phải cái khe này phải chứ, lúc cái nó có cái hướng xoay nữa thì đẹp. Xoay nó bị hướng vậy. Nó hướng chém à. Ê mà kêu taxi cút được không? Mày nhắn tin, mày nhắn gì cút. Let this meditative reflection on the nature of life begin. Forward. Cho năng run nhớ chạy vòng vòng đi. Cái tay anh run. Yes. Run thì cho nó chạy vòng vòng. Hai con gậy, cái gậy đó là anh đẹp này. Prowling. Ê, có rìu không? Chặt cái cây này coi. Chặt cái cây này nè, chặt đống cây này. Tao không nghĩ cái đèn khó vậy đâu, tôi có melee không mà. Rồi. Chặt thêm cái nữa coi vô vừa không. Ê chết bà, block cam ơi. Block cam ơi. Ôi trời ơi, đặt mắt như bòi. Quá anh block cam ơi. Ôi kệ đi, sao. Tao khẩu bằng kéo, tim nó làm vậy. Ủa, không có rìu phao mà sao nó thích chữ không vậy. Mình nút. Nút ca cũng lên rìu rồi. Why not? À, hành chi. Ở đâu tao mở mấy túi ca lên rìu nó chém đẹp lắm mày. Oh yes. Ở đâu tao mở mấy con có mấy con lên rìu cái hoặc là tàu Fury oh, cái này đánh nó khác. Ê, con nào kéo rip nè, con kéo rip nè. Đi lên. Đây đó. Ê, Tiny kéo rip anh ơi. Anh ơi, sợ gì. Ừ, mẹ. Gì nó, gì nó, nó đi ngu rồi. Ok. Ôi chết mẹ. Ôi kìa, dưới này đã. Mẹ không nhìn thấy là. Ôi, không hết mà nè luôn, Tiny. Pha đủ quá. Hơi mau rồi. Tự nhiên, nó lăn. Tao giật mình. Cho nên tao mới nói đừng giết tướng là vậy, giết Tiny dễ hơn. Onward. Đi lưu. Phế và lưu. Lưu. Là lăn rưỡi thằng này, lăn lưu. Đi lưu vô tác dụng mà là. Cái lưu này lưu nó lưu phế nhất mà. Cái lưu nào đỡ thì mình lưu. Có, thấy chưa, thấy có hiệu ứng y chang như Banta mà. Cũng được. Con carry sao? Đồng game kìa. Đồng game thì game thì không có tác dụng gì hết. Đồng game vô tác dụng. 3 phút cấp gà. Where's the fight? Chuẩn 3 phút cấp gà luôn rồi không? Phải. Nó luôn lùa khéo rồi lùa có 2 con rồi. Cái animation của con này nhanh quá. Không kịp kinh sò luôn. Tí nãy nha, tí nãy, để nó lên. Ủa không hút tôi nữa mày. Chưa. Dạ không sao, tí nãy dài chậm lắm. Chưa, level 3 mới tôn mà. Không sao, tí nãy chậm. Tôi hét gì làm gì đủ. Ê kìa, lại, lại, lại. Từ, chưa, level 3 đó, level 3 đó. Đi khỏi, sao level 3 được rồi. À, ok, rồi lên được rồi đó. Tên đi đúng không? Ok. Ê. Mẹ tao bị như cứt. Má. Mày đến hay vậy? Chạy đâu vậy? Mày giết tao rồi. Tao đâu? Mày chậm lắm. Một thằng. Rồi. Tham mày ơi. I was meant to have this. Má thằng tốt đến hay quá con, nó biết cứu bồ luôn. Thằng này biết đánh tốt á. Rồ túc ca. Why not? Mày đánh mày phải tâm yên với mày. Hết xong mày tôi luôn. Ê, A che thấp, A che thiếu máu, A che thiếu máu. Cai mày nó chỉ ra vậy? A
Sao mày canh cho thằng Tú nó được? Mày có điện bò sao cho thằng Tú nó đừng ăn banh được á? Không phải cái gì? Không phải cái xài mà thế hết. Ê, ê, tên đi xuống nha, tên đi xuống nha. Tên đi xuống là gì được tao? Tao có xài. Ê, ê, bậy nó là gì được tao? Ê, 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 hello, hello my friend, you got to say. Ai, hết mà nè, không bảo. Nè, nè, ê, chính ngược nè, chính ngược nè. Ủa, chớ. Anh này đéo có level. Đây, xuống, cho tango nè, cho tango nè. You do know your bottom tower has been attacked. Fight. Vô đâu? Yên. Rồi đó. Crawling. Hồi nãy tao đi có dài không nha? Tao chậm lại nó. Tao đi chậm lắm, tao đi chưa có dài. Ê, tao đi lạc nè, tao đi lạc nè. Vô 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 vô. Ê nó. Điểm tới nè. Tuôn xa vậy. Tôi ra đất thì tôi cho người ta đây vậy. Tôi vô đất, chứ tôi người làm gì được vậy? À, cũng pro á. Mấy thằng ngu cũng vô người không được. Não hả? Tôi lay ong sao tôi xuống vô người, vô người ngắn cũng à. Cái rẽ ngắn hơn. Tôi ra đất rồi sao? Tôi vô đất chả sướng. Mà tôi vô đất dễ hụt lắm. Tôi vô đất dễ hụt. Tôi vô đất mà giống như cái tôi con nít assassin vậy. Chưa có anh xì nữa. Easy. Ê, đi. Con này hẻo mà nè thiệt. Lên mà nè chi. Lên mà nè được không? 200. Cái level 6 giờ, level 6 rồi đúng không? Từ, đứng cái lá. Để bay rồi lên. Nguyên combo là 300 mana, hiện tại mana pool của con Zop 286. Giỏi, hay đó. Hay đó, hay frog. Ý là tao cộng 1 điểm stat rồi đó. Hay frog nó làm hero cân bằng rồi. Ê, cắn cái cây này coi, cắn cái cây này coi bầm. Chặt cây này coi bầm. Oh hell yes. Chắc là có trí luôn nè. Yes. Chưa có biết. Ache. Biết nó. Kìa, hợp được rồi kìa. Đang chạy, đang chạy. Có con ti sao nhỉ? Kìa, con ti thôi. Sao mẹ? What the fuck, Billy? Cái gì vậy? Ở đây có mắt rồi. Tút đi găng ghê quá. 3-1 rồi. Ê, tút kìa, tút kìa, tút kìa. Ôi, đê đê rồi. Đê đê á. Tút đê đê rồi, bỏ. Đóng cái lên trời. Găng mít ly. Chết kêu găng mít ly, what the fuck. Ê, kìa tút rồi. Chết mẹ. Quay lại không kịp. Quay như siêu nhân được mày ơi.
BL phế vãi. Trời nhìn đồ BL kìa mày. 9 phút có cái giày với cái rừng. Một cái lần gặp tạ, vậy sao win? Vậy nãy xin land á. OD thì sao? OD 9 phút có cái giày với cái bắt tờ. Hai thằng. Cái kệ tao gánh. Ơi. Tao có xài, tao có lần bành không? Hết hồn. Tao gánh. Chưa là 16 nữa. Ủa. Bắt đầu 6 giờ, chuyện khó. Đứng ngang tàn đi rồi. Đứng sau lưng ta nè. Why not? Không, tôi đi móc lớp. Ở đây có mắt rồi nè. Tôi xin kì vô. Ở sao móc chiều tao ra vậy? Chiều mày với mày đang phao móc lộ hả? Ừ. Ê, có thằng đây. Dễ. Nhảy. Ê, sao vậy? Ê, sao mày nhảy kỳ quá vậy? Chết tao rồi. Fuck. Chất đánh bế quá. Chất đánh mắc bế quá con. Mất sai nữa chứ. Đang nhảy mất sai. Mày nhảy vô giúp rừng. Mày lấy level 6 đi. Mày phải cái tuôn tư. À, không mất tuôn nữa, đi mất hét ông nội. Tuôn nó disable nhiều thằng, hét disable được có 1 thằng. Hét ra hết. Hét riêng xa hơn, hét lâu hơn. Hét lâu mà, hét được có 1 thằng, không có đam. Nãy giờ thiếu ra, chứ đâu thiếu disable đâu. Your middle tower is under attack. Ê, tôi đang miss xin đó nha. Ở tại này là vậy mana bây giờ được. Rồi level 6 phát passive. Yes. Diễn dụng liên hồi luôn rồi. À, cô giáo bình thường, cô giáo bình thường. Cô làm sao? Chưa có mana để xây nữa. Thôi chỉ có tóc bằng chạy để làm vốn. Rồi được rồi. Được. Dạ nó. Hết mà nè, không có lăn được gì hết. Dạ nó. Gì á, sao về, what the fuck. Có gì về đâu. Thằng nó chạy. Thằng OD. Cứng lắm, cứng giá bằng thử. Ê, có... Con này cứng lắm mày ơi. Ê, bên này nè. Bỏ đi rồi. Ê, về. Đông quá, bậy rồi. Chạy. Thôi cái nhà xa đã. Để chậm vãi luôn á. Lấy đồ lẹ mày. Rồi cái con gà đang đâu xa lắc xa lơ vậy. Yes. Mr. Strong. Đấy, cậu đây mình kêu, mấy anh kia too strong. To hell and back. Oh, then, blue, out, chair, yeah. Didi, well, play. Oh, hell, yes. Oh, then, tôi biết anh chia. Không hiểu. Oh, then, bao hơn Ache luôn. Hút mấy nhát cái là Ache nó khỏi farm liền rồi. Cái kia tính càng. Ê. Ê, được. Chưa mà nè. Ơi nhầm á. Nó để sẵn cái linh mà. Giờ tới linh luôn. Mày có thể. Có mắt rồi. Ê xuống boss phạm, ai che kìa. Mày có anh tay rồi nhưng mà chưa có mà nè. Cắn chia vô, cắn xài vô, bê lì. Mày thiếu máu, thiếu tùm lum ăn mày. Money changes hands. Trong này có thể có mắt. Hoặc là có thằng lớn. Rồi không có ai hết rồi. Chúc chào. Ôm tay luôn nha. Ê, nó đứng ra xa nữa chứ. Nó chạy ra xa nó giúp mày không. Chạy đi. Ê, cứu tao. Mày cùng lắm là tao say rồi, rồi đi. Không còn gì nó chạy nữa. Lấy một hit nữa, Nó chạy nhanh vậy? Tao lên cái da xa luôn rồi mày. Ê, trời, để trước chứ. Ai chơi game nhiêu lâu rồi để trước rồi. Ô,
ơi. Chết ngược rồi. Chết ngược, chạy, chạy thẳng luôn, thẳng về nhà. Pha đã hờn có rip. Thẳng về nhà luôn. Đang. Win nó nhảy lên hú nè. Nhảy lên hú rồi. Ừ, muốn chạy. Có đồ gì nữa. Win nhảy lên hú rồi. Tao có gì phay với Yasa chạy không lại đó. Ôi, Ode. Ode bị Ake giết hả? Ake không có giày nữa chứ. Really motherfucker. Yes. Rồi, đứt ra xe. Chạy. Tin tốt nè mày. Để có miếng drip rồi. Đang thèm drip. Tên nó là tên hàng lên thẳng. Nếu nó còn đó không? Ê, hai thằng! Mày chánh đi! Bóng cạnh sơ vậy? Có gì muốn cái cát vậy? Tin nó rồi, cái xe rồi đâu rồi? Thôi giùm tao cái bình máu này, cầm lên đi mày. Cầm tao bình máu cho bả xài lên. Chui giá mình kìa. Ê, đừng có bình máu. Ôi, mình hay quá nè. Trời ơi. Tốn nữa lại tôi nói. Chạy nó chạy.
Đó. Ê, tí nữa tàn thần không luôn mày ơi. Thôi nghèo lắm rồi nha, sống goblin nữa không biết đâu, tự xử đi. Sống lên nữa lên tàn hình. Tao sống goblin rồi, tự xử đi. Thế giờ không vui nữa đâu. Có dầu mà, để mà đeo quá slot nữa. 2k1. Mua gem đi, lượm thả cho, thôi lượm cho không sao đâu. Mua giỡn anh lượm. Từ từ để có. Để có gì á, để có linh á, chờ xíu. Sắp có rồi. Nghĩa ta đi ra kìa, nó cầm DD á mà. Rung quá. Tự nhiên cái này hiện ra đấm một cái. Cùng buồn một cái. Ê, OD, OD, mình là như OD à. OD, OD, nó hỏi xong rồi. Tiêu OD rồi. Ôi chốn. Ê, nữ thằng Thành mày ơi. Con nhanh vậy. OD, OD không có đồ. Like the devil. Your top tower is under attack. To hell and back. Ủa sao ta phát hiện cái chỗ mà. Ê, ê, tốt tốt cả, tốt cả. Thôi. Yes. Bỏ cái điện farm rồi. Nào vậy? Dưới nhà luôn. Ê, chạy, chạy về, chạy xuống, chạy. Rồi, coi, coi. Trời ơi, anh Nexie. Trời ơi, anh Nexie luôn. Gì vậy? Sao chết hai thằng vậy? Trời ơi, anh Che nó, anh Che nó đi gen nhanh quá, tưởng mày chém anh Che. Mày chạy đâu rồi? Đi, mà ta né tàng hình. Có thằng nào bắt được tàng hình á. Tao tranh anh Che á. Địch, dĩ dĩ sẽ đeo được anh Che được rồi. Tết má không biết tên đây vậy. Trời ơi, mắc ngay đây luôn. Trời ơi, đứng ta cũng bơ luôn. Thấy mà, lo chi. Thằng gì đó không thấy. Hai anh, hai anh. Thấy mà. Không, tao nghĩ nó không thấy à. Tao ý là thằng OD thấy mà. OD thấy. Không, OD nó không thấy á. Tao cho là OD nó bị giúp. Có bắt à, đáng hơn. Có bát mày ra dưới gì? Bát xong chắc là BKB quá rồi. Nó tốt chắc BKB. Kệ, chắc chắc đi. Ờ, chắc BKB chém chắc cứ. ATC, cái tèo style của ATC. Win a band lên nè, nhờ bên em. Yes. Nếu biết nghĩ, nếu biết kiểu nghĩ cái tao. Lột thà, lột thà nha. Túc lột thà. Đó rồi, có đó rồi. Ơi, ơi. Ơi, xong phía nó thấy trong rừng. Rít tao ra vậy? Đó thì chạy hết hồn luôn á. Linh liền. Teo liền. Ê, cắm mắt mày, cắm linh giờ xem cắm mắt này. Đó, từ từ, ok coi. Dạ, cắm mắt dữ rồi. Cắm đi có lợi nè, đi mà. Đó, đâu đang cắm vậy? Má đâm cái chân luôn. Goodbye, goodbye, goodbye. Ôi sao cũng dính ghê vậy? Goodbye. Hết chiêu rồi nha, hết chiêu rồi nha. Vào hết chiêu rồi đó. Taxi, trời gì taxi vẫn không cộng chiêu kìa. Lên độ gì á. Taxi đánh tay kìa đi. Đánh tay đâu đánh tay, nó đồ đánh tay đâu. Mày không hẹn mày gặp thì suýt của mày cũng hỏng rồi mày con. Tại mày carry á. Mỗi lần mày carry là game thua. Ấy là gì mà. Carry mà. Mỗi lần mày carry là game thua. Mày nhớ cho tao xin ban 018, 012 không? Tại tao support. Em lấy support. Mày đi mít hả? Are you sucking it up and buying the sentry? Trời ơi. OD. OD chết nhiều hơn Ly Ông nữa. Bây giờ trời ơi, 24 phút gì thì phu. Rồi. Biết. Rồi, có biết lực tình đấy mà. Có ai che, nhưng mà có ai che anh ơi. Biết. Cắm thịt chi xuống nó bị đâu đây á. Ờ, nó hiện ra chưa. Rồi, chạy vô cho nó ném tung lên dưới. Cắm thịt chi xuống, mày đi đâu đây á.
Ủa? Ủa rõ ràng là... Easy. Ê, túc, có túc nha, túc IP á. Mission túc IP cái cha. Con này đâu phải mày chết một phát trong combo đó, đúng rồi. Ê, túc nó dí tao. Tí lấy gì vậy? Hãy lấy đi! Mà! Tưởng chút được! Chắc là nghệ xanh của mày ơi! Nghệ xanh với đề số! Ờ đúng rồi, sắp nghệ xanh mày! Ok, lỡ rồi! Lên bát 2, bát 2 lên kem linh! Hỏi linh! Bát 2! Có che không đứng chém được! Đứng gì tôn quá! Nghệ xanh cho tao nó rốt rồi. Ồ quên nghệ xanh tao nó tàn Invi. Cũng chết nổi. Invi chạy á. Đết trước Invi. Đết trước Invi. Ê nè nè. Thôi nó có blink bỏ đi. Ê mission hết. Nè nè. Tao nói ở đây chết rồi. Ê tao nói ở đây chết. Ở đây nè, ở đây nè, ở đây nè. Mày đã cắm cái xin xin đường đó rồi. Tao nói một trong hai thằng đây chết. Đấy là nó đúng thì sai. Hey! Mấy kiện mua đồ rồi, không sao, không mất tiền. Thấy không, Dominating mà có năng quên nè, tao mua đồ hết à. Lên gì rồi, lên gì dở. Lên gì xanh. Ok, chạy xanh hy vọng của game. Thằng nào không thua à, nhìn cái team nản quá. Thấy bây giờ không, thấy OD không. Tao nghe, tao một lần cho xong. Fortify their towers. Trời ơi, thằng này gặp tao nghĩ sao? Cái kia cũng chọc, tưởng có ba cái búa thằng mình luôn. Mua cục gem này ơi. Rồi, hơi riết bằng nào rồi? Rồi, OD, tạt rồi. Trời ơi, tưởng sao? Rồi, tưởng sao? Tưởng sao mới giết được ai đâu? Nessie không ulti. Nessie không ulti. Xì làm đòi gì vậy? Thì nghe nó đứng nhìn giữa tình cái chết. Chắc lắc. Lên xin chi mày ơi. Mua nhiều xin chi lên cắm mọi chỗ mình đứng luôn. Cửa ba mình đi liền. Tiền khỏe đâu? Giỡn hoài. Một cái chính tiền mới lãnh chị. Giờ lên cái mày cái này. Mày tận dụng luôn cái mặt cung mày lên gậy xanh luôn đi. Vô lô luôn đi. Khỏi được boss nữa, phiền lắm. Mày nói tao à? Ờ, tới mày á. 1144 nha mày. Forward. Ê, có xem đi. Ê. Tao lưng nữa. Đâu, solo kill luôn. Đi lên đi, bắt ra. Solo kill L, bên lỡ. chạy, có Invi. Ủa? Nó gọi. Yes. Đang fan rừng mong lạnh bây giờ mới kia.
Bây giờ là Kim. Ghê quá mày. Kim ra bỏ kem. Carry then stop farm. So I can farm. Prowling. Useless. Juggernaut. Ah, đầy ngô. Having unfortified structures is now. Taxi, 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 kiểu rát này anh đi meta. Rát taxi. Cũng là cưng.
Vì Vacuum 2 này. Chắc có thấy Vacuum 1 không có down nữa thôi, chờ Vacuum 2 lên luôn. Em giờ 6 sao chưa có Vacuum 3? Sao chưa Vacuum 3 anh ơi? Này không được rồi. Chắc giờ đủ Vacuum 3 cho thấy mập. Dạ, chỉ để tránh cái bát luôn tại đây giờ rồi. Vacuum B xuyên luôn á, hình như không có gì để tránh nữa. Đi bé, xin bé được. Đánh nhanh trước mặt, đánh trước mặt, đánh sau lưng. Đánh sau lưng hình như nó mới tu. Không đánh chỗ nào cũng vậy à, nó đâu phải BB. Ủa vậy hả? À, đánh chỗ nào cũng vậy à. Silver S. Silver S. Hoặc là tao bún ti nữa thôi. Tao bún ti tay đi thôi, bún ti tay đi rồi cho nó chết. Xong rồi đọc mấy người kia. Nó nhảy qua, nó nhảy qua drip hết. Ờ, bún ti nhảy qua drip hết. Bây giờ nhiệm vụ của mày là lên vô finger cho hết chết hết rip lên tao bên tay, hiểu không? Finger lớn ghê. Ờ đúng rồi, taxi vacuum nghe cung vô. Đúng rồi, taxi vacuum bên tay hơi bị khủng bố nha. Okay, never mind. Everyone just go. Này, nó xin lỗi cung 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 trời. F9. Cái AOE 250, sao cung? Vacuum bên tay. Nó cung chứ không phải nó vacuum nữa, cái này là cung. F9 You can not resume this game yet, you can not resume this game. You can not resume on this team yet. Trời ơi. Bàm nát F9 rồi nè. Trong bằng cái chỉ mốt okay, okay, cái chứ. Ok, được rồi. Vô. Nó nhìn chiêu bằng đó kìa mày. Nó đang gắn luôn á. Ai bước ra. Trời ơi, bước đang gắn rồi. Mang Rosa đi, chắc bài. Hết đớt rồi. Lẹ. Đồ san. Được, nó xe chết rồi á. Chấm. Ê, tôi mít kìa. Được cứu nó rồi. Hay á. Thằng bắn xong rồi, chết thôi. Ủa, sao Will Ben chết? Nó đã phát Will of chết. Mày đâu, nó đi xe bồ, nó kinh ghê lắm, chị. Đi gì vậy? Ê, nó nằm hết á. Nó chạy ngược cái xin chi với người. Easy. Rồi, carry anh ơi. Công bác Ereal. À, đúng là tao carry. Được cái bắt hai cái. Công bác Ereal. Đẩy bóng lên coi BL. BL biết đẩy bóng luôn vậy. Rồi bắt 2. Dạ. Còn xin chị đúng không? Tốt. Kiếm xin chị hết cái liền. Xong. Bê luôn. Để chết hết rồi. Còn 6 dạng này có tê rồi. Cancer phải. Có một cá nữa chứ. Sao chỗ đó đến mình tao vậy? Thôi nó xa nữa. Nó xa. Cái con mắt rồi. Why not? Có. Không bảo mà. Thôi tụi nó. Để mua cái đó cho ăn. Yes. Để lỡ có gì đang quên tì cái nó tàn hình luôn. Ê, vậy để tao ăn. Prowling. Mình đâu solo nổi không? Ủa? Mày đứng ngoài cảnh giới đi. Mày đứng cảnh giới đi. Thì giờ không có bị bát vô đầu. Còn lớn không? Lấy slot ra. Tháo tê lê. Lấy gì? Tháo tê lê. Ôi tháo tê lê. Tháo tê lê đi. Mày cầm được không? Mày cầm được rồi. Đó, slot rồi. Chết mẹ nó cục ngáo. Không biết tụi kia đang có biết tụi đang đâu xa. Nhưng nó thấy tụi nó bằng được. Tuấn đang có jam. Trời ơi khó thở quá. Tuấn có jam được. Thì tuấn jam hả? Ờ. Mày biết gì đó đây. Điện thoại. Bên jam đi. Không tụi ngu rồi. Mày chạy vô nữa. Rồi boys. Bé. To continue living peacefully onward. Ê. Giết Tuấn hả? Đâu. Barrel. Ê không được. Ôi, trọng quá. Thôi kiếm rồi. Chạy đi. Quyên tim á. Chạy đi. Biết rồi, mập cái tên. Mày kia tỏ ra đây mà. Chạy đi, cứ chạy đi. Chạy được.
chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, cứ chạy, cứ chạy. Ba cậu ăn cái đó. 3, 2, 1. Xoay đi, xoay đi, xoay đi. Xẹo. Rồi, đúng rồi. Bắt cơm, bắt cơm. Con bắt em đó. Đến lên, đến lên, đến lên. Rồi, đến lên. Rồi. Chém your middle tower is being thôi nó về, nó về, nó về, hàng gì nó mất mất sentry đi, nó về không chiến được nó đáng quá à. I go like the devil. Đó là cái mình ta sống sót vậy thôi. The last standing. Dạ hôm nay cứ phải đặt từ đó. Tám nhắm mua em sợ rớt game cái tiếng mẹ. Thôi chết, giờ mới để ý không có slot cà phê lên. Nó bị bắt găng bắt không biết chưa được đâu chạy. Mày bỏ cái gì? Mày bỏ cái racer, mày cầm đếch được không? Được, được. Rồi, để tao bán racer. Why not? Ôi ngon ngon. Ê, chém chém về, chém về, chém về. Chém. Đi rồi. Rồi. Mẹ luôn gì vậy? Hướng này. This way. Bên này bên lên. Chết bà. Chết bà ơi, kẹt ơi. Nó phải. Hay. Mày ổn đi, bạn tin, nó đánh không lên đâu. Thôi tao về rồi. Xin lỗi, đã bỏ rơi mày. Tao không đủ đam. Tao lấy cùng game, khó khăn. Kệ, bỏ cho em đi. Được rồi. Hay vậy? Thằng chết rồi, chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Ủa, đánh xe đâu, trời ơi. Nó chạy đánh xe, đánh xe Hurion vậy. Ủa, nó chạy Hurion nè mày. Chắc phù á, chém phù á. Bỏ chém nha, dục chém nha. Chém nên nhìn tụi nó chứ, tụi nó ba con người kia. Thôi, cầm đi. Cái gì bay? Được à. Nguyên liều nhớ. Thôi, nó giết luôn. Giết đâu? Mấy cái gì tên là vô trụ. Ê, giết gà. thằng taxi này ngu quá. Không ăn gà vậy, không có linh nữa, chí không kìa. Ê, túc đâu đây nè, mới thấy đây. Chuyện mất game rồi mày. Rồi cầm hay mày cầm? Thôi mày cầm đi, mày cầm chứ tao đau giấy vậy thôi cầm. Mày chờ một xin lót đi, tao có rớt. Đem thì mày lấy có rồi. Tao xử cả hai thanh niên. Để trả thù cho mày. Để hoài luôn, để hết. Tiếp tiếp, rồi hay lắm anh ơi. Rồi hay lắm, đẹp lắm anh ơi. Hay, hồi đó tao chê chứ giờ tao thích rồi đó. Tao yêu người xanh rồi đó. Oh hell yeah. Rồi vô đường, ok tao cắm mắt. Ok, luôn rồi. Forward. Nãy giờ cái run hết mà tự nhiên tụi mình có game. Cái tội tham ăn hết. Ủa, nãy giờ team mình chưa ăn được cái run nào. Đây, cố à. Cái chân mày chết rồi, bây giờ sung quá.
Nguyên à, có Nguyên à. Rồi, búa luôn, búa nào, búa nào. Sao có ăn mình vậy? Ê, cầm móc. Căn mày chờ một slot ra để cầm đen đi. Ờ, có rồi. Ê, con tay rồi nha, con tay rồi nha. Nó ra vậy. Spotify rồi. Mày cầm đây đó, không ai bị miss của cái lên Mekan boost trở về. To hell and back. Lên Mekan nha. Ủa, Nasi chưa Mekan, thôi Nasi chưa Mekan. Cái này rồi, Nasi nó chơi Burian. Nasi cầm gem kìa. Nó làm gì vậy? Biết gem hả? Tí nữa thì như thấy mất 2 cục gem. Như thế này, tí nữa thấy mất 2 cục gem là vui lắm. Nè, rồi sao không giờ không? Không đúng không? Vậy mà kêu là phúc bi. À, hay quá. Đừng riếp hơn quá. Ủa, bây giờ kiếm chéo mày. Ủa, chấm hỏi vậy, chấm hỏi vậy. Đồ bây giờ kìa, kiếm chéo với Lay được, game này lay được anh ơi. Cứt chứ lay được. Hy vọng phải lay được anh ơi. Tao sắp phế rồi đó, tao đang 25 rồi đó, tao sắp phế rồi đó. Con chết này nó cái nó mà chứ nó mà chồng. Ê, đá cứu đá hết. Đây nè. Trời. Về đi, nó xong vô vậy hả? Ê. Ê, về đi, nó xong vô mất. Rồi, thôi, hy sinh, yeah. Ừ, xin gì á, người lẽ phải. Giỏi. Bạn rất giỏi, bạn sẽ được tặng cây trúc kỳ. Ủa sao nó cắm trên chi vậy vậy? Tao có lên TV đâu. Ủa tiên mình có nào lên TV không mày? Chứ tôi đã cắm trên chi vậy rồi. Thầy biết. Chấp rồi chấp. Nãy nó cắm mừng em. OD 60 não à. OD 60 não à. Không biết tính mua gen cho ai luôn á, tiên mình lãnh chỉ có thằng này tặng hình. Hay lên hết rồi mày. Mày hy sinh gì nghĩa phải á. Lẽ phải đó mày không hy sinh đâu. Tại mày ham mày đứng lại mày hy sinh. Dạ hy sinh vậy. Phải đó hơi phí mày. Lên top luôn. Lên top mập. Lên top. Tụi mày nói chuyện nghe giống e. Có con công nó lại hoài. Chép. Bây giờ một chém một rip. Búa luôn, thẳng cái đàn là về. Mày có về bay không? Không. Dạo thì này có bê chưa? Sao mấy giày mới có? Bê cà bê còn mấy giày? 7 giày. Có gì hả lộn? Rồi đẹp, rồi ok. Auto win rồi. Rồi không bắt cái đám bóng. Tại nó cản của tao để tao. Sao tao giết được người? Tại vì cái đám bóng là cản đường mày đó. Nó bế nhưng mà nó cũng biết cản đường. 25 mạng rồi. Tao chỉ còn cách kỷ lục của tao 3 mạng thôi. Đừng bế, đừng em, tao đáp giếng. Rồi cách kỷ lục của tao có 3 mạng thôi. Em ở đây anh em ơi. Em ở đây. Đứng lao vậy. Kỷ lục ra là 28 mạng, hả cho anh 4 mạng nữa thôi. Con ti rồi nha. Em 3 giây nữa thôi. Ôi. Cầm đi đi. Nghe lãnh gì đó. Như bên này hả? Pam. Có đề mà. Ti giá sướng. Ủa gì? Nhưng mà mày thì chưa có bao nhiêu đâu mà đòi hồi bên em. Thôi. Ra rồi, ra tụi anh Ti rồi. Nhanh, hồi sinh lâu vậy. Ê, chị ai rớt nè, chị em ai rớt nè. Để xe, các xe á, chị em các xe á. Cầm đi. Ôi. Đồ tư.
Thằng sát ca ngôn ngữ. Ơi, mày đâu? Lại đây chị. Tết nó đi, tết nó đi. Tao mới thấy nó bị hết ra đây. Nè 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 nè. Ai chết, chết chết chết. Đi xin lại. Đi xin lại. Ôi, chém nha, chém nha, có chém á. Đang ra cuốn chém. Có nhân lộn á. Cại đây, cại không chém đi. Có một cọc sợ. Ui, nó có kịch mày ơi. Teo. Mình tà. Tách ra kiếm chém rồi mình tà quá. Tách kiếm chém rồi mình tà. Hay á, ý tưởng hay á. Chết nè. Cái gì riết vậy? Ừ. Ừ, lại đây. Tao đã hút sáng rồi nha, đừng lo. Hút sáng. Ai nhớ rồi. Chạy. Ê, tao 10 cái tiền rồi mày. Ôi. Thôi chết chắc rồi. Rớt em rồi. Không sao. Rớt gà đây rồi. Rớt. Hay giỏi. Trả cho dê lẹ. Trời ơi, làm trò gì vậy? Cái gì tiền quá tấm. Có gà nha, hay không? Hỏi. Kiếm cái chế. Nó sẽ kiếm chế là mình tao mới được. Nó tự nhiên bị sai lầm đi gần chết luôn. Forward. Ba đi. Ê, mua lộ. Giờ đi mua team mail. Omega ba len rồi nha. Có cùng em đâu. Game nè. Còn cùng với em nè. Đây Dem tao cầm cho, đi ba. Thằng này nó muốn giành của tao mày ơi. Đang bị nhanh mới được. Rồi vô luôn. Thêm 7, 17, con mãi nó bắt cái lồng rồi. Nhanh lên. Thằng ngoài mãi nó bắt cái lồng rồi. 52. Ê, OD hay muốn xác được à. Đi bọt. Rồi tao sợ bị chai quá tại mày á. Mày bé gì?